các loại mụn thường gặp và cách để cải thiện tình trạng mụn. Phân biệt các loại mụn thường gặp: mụn trứng cá không viêm. Mụn không viêm bao gồm mụn đầu đen và mụn đầu trắng. Chúng thường không gây sưng tấy. Họ cũng đáp ứng tương đối tốt với các phương pháp điều trị không kê đơn, OTC. Axit salicylic thường được bán trên thị trường cho mụn trứng cá nói chung, nhưng nó thường hoạt động tốt nhất trên mụn trứng cá không viêm. Nó tẩy da chết một cách tự nhiên, loại bỏ các tế bào da chết có thể dẫn đến mụn đầu đen và mụn đầu trắng. Tìm kiếm nó trong sữa rửa mặt, toner và kem dưỡng ẩm. Mụn đầu đen, mụn đầu đen. Mụn đầu đen xảy ra khi lỗ chân lông bị tắc do sự kết hợp của bã nhờn và tế bào da chết. Phần trên cùng của lỗ chân lông vẫn mở, mặc dù phần còn lại của nó bị tắc nghẽn. Điều này dẫn đến màu đen đặc trưng nhìn thấy trên bề mặt. Mụn đầu trắng, mụn bọc kín. Mụn đầu trắng cũng có thể hình thành khi lỗ chân lông bị tắc nghẽn bởi bã nhờn và tế bào da chết, nhưng không giống như mụn đầu đen. Phần trên cùng của lỗ chân lông đóng lại, nó trông giống như một vết sưng nhỏ nhô ra khỏi da. Mụn viêm, mụn đỏ và sưng được gọi là mụn viêm. Mặc dù bã nhờn và tế bào da chết góp phần gây ra mụn viêm, nhưng vi khuẩn cũng có thể đóng một vai trò trong việc làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng sâu bên dưới bề mặt da. Điều này có thể dẫn đến những nốt mụn sưng tấy và khó loại bỏ. Các sản phẩm có chứa benzoyl có thể giúp giảm sưng và loại bỏ vi khuẩn bên trong da. Chúng cũng có thể loại bỏ bã nhờn dư thừa. Bác sĩ có thể kê đơn thuốc kháng sinh uống hoặc bôi cùng với benzoyl để điều trị mụn viêm của bạn. Retinoid tại chỗ cũng là một phần quan trọng trong việc chống lại các nốt viêm và mụn mủ. PAPULS, các nốt u nhú xảy ra khi các bức tường xung quanh lỗ chân lông của bạn bị vỡ do viêm nhiễm nghiêm trọng. Điều này dẫn đến các lỗ chân lông cứng, bị tắc và có cảm giác mềm khi chạm vào. Vùng da xung quanh các lỗ chân lông này thường có màu hồng. Mụn mủ. Mụn mủ cũng có thể hình thành khi các bức tường xung quanh lỗ chân lông bị vỡ, không giống như sẩn. Mụn mủ chứa đầy mủ. Những vết sưng tấy này xuất hiện từ da và thường có màu đỏ. Chúng thường có đầu màu vàng hoặc trắng trên đỉnh. NODULS, nốt xuất hiện khi lỗ chân lông bị tắc, sưng tấy, kích ứng thêm và phát triển lớn hơn, không giống như mụn mủ và sẩn. Nốt sần nằm sâu hơn bên dưới da. Vì các nốt sần nằm sâu trong da nên bạn thường không thể điều trị tại nhà. Thuốc kê đơn là cần thiết để giúp làm rõ những điều này. Bác sĩ hoặc bác sĩ da liễu của bạn có thể sẽ kê đơn thuốc uống isotretinoin, sót Z. Loại này được làm từ một dạng vitamin A và được dùng hàng ngày trong vòng 4 đến 6 tháng. Thuốc có thể điều trị và ngăn ngừa các nốt sần bằng cách giảm kích thước tuyến dầu trong lỗ chân lông. U nang. U nang có thể phát triển khi lỗ chân lông bị tắc do sự kết hợp của vi khuẩn, bã nhờn và tế bào da chết. Các vết tắc xảy ra sâu bên trong da và nằm sâu bên dưới bề mặt hơn là các nốt sần. Những mụn lớn màu đỏ hoặc trắng này thường gây đau khi chạm vào. Mụn nang là dạng mụn trứng cá lớn nhất và sự hình thành của chúng thường do nhiễm trùng nặng. Loại mụn này cũng dễ để lại sẹo nhất. Thuốc theo tọa isotretinoin, sót Z thường được sử dụng để điều trị u nang. Trong trường hợp nghiêm trọng, bác sĩ da liễu của bạn có thể phẫu thuật cắt bỏ u nang. Nguyên nhân gây ra mụn trứng cá: chăm sóc da không đúng cách, vệ sinh da không sạch sẽ gây bít tắc lỗ chân lông. Tuyến nhờn hoạt động mạnh tiết ra nhiều dầu, vi khuẩn P. acne xâm nhập vào nang lông gây viêm. Thay đổi nội tiết tố, hormone trong cơ thể. Tiếp xúc với môi trường ô nhiễm. Thức khuya, căng thẳng kéo dài. Nguyên nhân gây mụn đầu đen và đầu trắng: dùng hóa mỹ phẩm có hại cho da. Do bề mặt da tiếp xúc trực tiếp với các tác nhân chứa vi khuẩn như sờ tay lên mặt, môi trường ô nhiễm. Nội tiết tố androgen phát triển mạnh kích thích sự tăng tiết chất nhờn. Chất nhờn kết hợp với bụi bẩn làm tắc nghẽn lỗ chân lông và gây ra mụn. Một vài trường hợp do di truyền, ít gặp. Nguyên nhân gây mụn ẩn dưới da: vệ sinh da không đúng cách, sơ sài. Lạm dụng mỹ phẩm. Sinh hoạt không lành mạnh, ăn nhiều đồ dầu mỡ, cay nóng, thức khuya thường xuyên, stress. Thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mang thai. Nguyên nhân gây mụn bọc chủ yếu do vi khuẩn P. acne xâm nhập vào lỗ chân lông. Khi lỗ chân lông bị bít tắc do bã nhờn sẽ tạo điều kiện để vi khuẩn hoạt động mạnh gây viêm nhiễm và sinh mụn. Ngoài ra, thói quen ăn uống không hợp lý, thường xuyên sờ tay lên mặt cũng là những nguyên nhân gây ra mụn bọc. Mụn bọc thường dễ để lại sẹo lõm, vết thâm nếu không được điều trị đúng cách. Nguyên nhân gây mụn nang thường gặp nhất, nguyên nhân chính cũng là do sự tắc nghẽn lỗ chân lông, vi khuẩn, bụi bẩn và bã nhờn tích tụ lâu ngày gây viêm nhiễm nặng. Ngoài ra, sự thay đổi nội tiết tố bên trong cơ thể cũng là tác nhân khiến mụn nang phát triển nặng hơn. Một số nguyên nhân khác gây mụn: sử dụng mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng, chứa thành phần gây kích ứng da. Nặn mụn khi tay dụng cụ không được vệ sinh đúng cách. Da bị nhiễm corticoid. Hút thuốc lá, dùng nhiều chất kích thích, đồ ăn nhanh. Tác dụng phụ của một số loại thuốc tây y chứa steroid, lithium, thuốc chống động kinh. Nguyên nhân chính là do nặn mụn trứng cá, nhất là những loại mụn trứng cá nặng ở vùng quanh miệng mà tay hoặc dụng cụ nặn mụn không được khử trùng. Ngoài ra, có thể mọc tự nhiên do bị sức rồi nhiễm một số khuẩn gây bệnh như tụ cầu, liên cầu, vi khuẩn kỵ khí. Bạn cần làm gì để cải thiện tình trạng mụn trên da mặt?
Điều quan trọng là bạn phải kiên nhẫn với quá trình điều trị mụn trứng cá của mình. Mặc dù một số phương pháp điều trị có thể hiệu quả ngay lập tức, nhưng bạn có thể không thấy cải thiện rộng rãi trong vài tháng. Bạn cũng nên thận trọng khi sử dụng quá nhiều sản phẩm trị mụn cùng một lúc. Điều này có thể gây khô da. Phản ứng lại, lỗ chân lông của bạn có thể tạo ra nhiều bã nhờn hơn, sau đó dẫn đến nhiều vấn đề về mụn hơn. Bạn cũng nên xác nhận liệu bất kỳ vết sưng hoặc tấy nào thực sự là kết quả của mụn trứng cá hay không. Có một số tình trạng da gây ra các triệu chứng tương tự như những người bị mụn trứng cá, mặc dù chúng là một cái gì đó hoàn toàn khác nhau, bao gồm các viêm nang lông, dày sừng tilaji, bệnh trứng cá đỏ, sợi bã nhờn, tăng sản bã nhờn. Gặp bác sĩ da liễu là cách duy nhất bạn có thể nhận được chẩn đoán đầy đủ và chính xác.